các thành viên hôm nay Bộ Công Thương cũng rất là vui mừng là có cái cuộc làm việc, và quan trọng nhất là cũng dẫn đến cái việc ký kết cái hợp tác giữa Bộ Công Thương và công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Hoa Kỳ nhằm mục đích tăng cường cái sự phối hợp hợp tác giữa Bộ Công Thương và công ty trong cái việc mua các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam, và nhất là những cái sản phẩm hàng hóa về các cái sản phẩm nông nghiệp để tiêu thụ trong cái hệ thống siêu thị, hệ thống bán hàng của công ty tại Việt Nam, và không như thế thì cũng hướng tới cái thị trường xuất khẩu, và nhất là trước mắt thị trường Thái Lan. Thì hôm nay về phía Bộ Công Thương thì như được giới thiệu thì cũng có các cái đơn vị có liên quan, mà có thể nói là cũng nắm vai trò chủ chốt trong cái việc tăng cường để đẩy mạnh cái tiêu thụ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.